Hello mọi người đã đến với video tiếp theo của kênh Nhà Đất Giá Rẻ. Hôm nay tôi đi vào xã Tân Tiến để giới thiệu cho mọi người một lô đất view sông Trường Giang nằm cạnh bên đường liên xã đi từ Tân Thanh xuống Tân Tiến và cách con đường 129 chỉ 1 km, nằm bên hông cây cầu bắc qua sông Trường Giang. Chuẩn bị đang thi công. Tôi đang đứng tại ngã ba đường vào khu đất. Đây là đường vào khu đất. Đây là hướng đi xã Tân Tiến và Tân Hải Núi Thành. Đây là đường hướng đi ra hướng ra xã Tân Thanh thuộc thành phố Tân Kỳ. Nào chúng ta cùng bắt đầu đi vào khu đất. Tôi sẽ miêu tả chi tiết về nó nhé. Tôi đang đứng ở đường đi vào lô đất. Con đường bê tông nằm bên nhà văn hóa thôn thôn Lan Thạnh. Nằm bên nhà văn hóa thôn Lan Thạnh. Này con đường bê tông hướng từ nhà văn hóa Lan Thành đi vào lô đất. Kết thúc con đường bê tông là có con đường đất đi vào lô đất. Ở khu đất có nhà, một nhà cấp 4 cũng cũ rồi. Đây hiện trạng. Mình đang đứng ở góc đường đi vào bên trong công viên. Đây là một góc ở phía bên sông Trường Giang. Hướng này hướng ra sông, bên kia là sông Trường Giang. Cái cầu nó sẽ được hình thành ngay chỗ bên dưới đường dây điện. Lô đất đang có vị trí đắc địa là view sông Trường Giang. Con sông này sẽ nối vào cổng Kỳ Hòa, hướng ra cổng biển là chỗ Kỳ Hòa. Đây vị trí lô đất nằm bên hông một cái cầu bắc qua từ bắc qua ba xã Tông Anh Bác và nối xuống Tông Tiến. Trước mặt lô đất là có một cái ao. Rất đẹp. Hiện tại lô đất đang được cho thuê để nuôi tôm. Hướng bên này là sẽ hình thành một cái cầu. Hiện tại trong khu đất có một ngôi nhà cấp 4 nên đó cũ nè. Lô đất cách con đường 129 chỉ vài bước chân. Con đường 129 là con đường nối cảng hàng không Chu Lai và cảng Chu Lai Trường Hải, rất thuận tiện cho việc di chuyển đường hàng không và đường bộ. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về lô đất view sông Trường Giang nằm tại xã Tân Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Mọi người thấy thông tin mình chia sẻ có hữu ích cho mọi người thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.